với mục đích tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu đầu tư thương mại, góp phần khai thác tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và bờ biển Nga. Cục Xúc tiến Thương mại đã tổ chức hội nghị giao thương kết nối doanh nghiệp Việt Nam bờ biển Nga để cùng trao đổi về cơ hội, giải pháp nhằm thúc đẩy các hoạt động đầu tư thương mại giữa hai bên. Tại hội nghị, đại diện Cục Xúc tiến Thương mại đã giới thiệu tổng quan về quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và bờ biển Nga, cũng như các hoạt động xúc tiến thương mại đã và đang được triển khai tại thị trường ngoài nước, tập trung thảo luận về tiềm năng hợp tác xuất nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh mỗi bên, giao thương trực tiếp, tạo cơ hội cho doanh nghiệp hai nước trao đổi, thảo luận các vấn đề cùng quan tâm, tập trung vào một số lĩnh vực như chế biến nông thủy hải sản, máy móc chế biến, nuôi trồng thủy sản biển. Được biết, 9 tháng đầu năm 2022, tổng trao đổi thương mại giữa Việt Nam và bờ biển Nga đạt hơn 855 triệu đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt 290 triệu đô la Mỹ và nhập khẩu đạt 566 triệu đô la Mỹ. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là các mặt hàng gạo, máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, hàng hải sản, chất dẻo nguyên liệu và nhập khẩu từ nước này các nguyên liệu đầu vào quan trọng phục vụ cho sản xuất trong nước là hạt điều thô, bông, gỗ. Sự kiện xúc tiến thương mại lần này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thiết thực hơn nữa cho hợp tác đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam bờ biển Nga thời gian tới.